Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung cơ quan báo chí, nhà báo vào đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ miễn giảm thuế vì COVID-19. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã rất tích cực tham gia trong tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều cơ quan doanh thu phát hành quảng cáo đã sụt giảm từ 40 đến 50%, đồng thời chi phí cho lực lượng phóng viên tác nghiệp trong khu vực có dịch tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các tòa soạn, đời sống của người làm báo. Vì thế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung các cơ quan báo chí, nhà báo được gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân và miễn tiền phạt chậm nộp thuế.